Ủa, đây là một cái đập. Ultra Massive. À, thì ra là con lợn này. Đây là con bò sữa đây. Có vẻ như nó đang hấp thụ cái lượng điện này. Và Ultraman 7 sẽ tới để ngăn chặn. Đấy, lại ngầu ngay. Con chó này dừng lại không? Mày bú phem rồi rồi. Đấy, được rồi. Đừng có nói nhiều nữa, bảo đánh nhau rồi. Bố mày đấm cho bố mẹ cũng nhận ra mặt. Con này nó hút nhiều sữa rồi các bạn. Nhìn kìa. Con này khó ăn đấy. Ây da. Này thì cũng chết này, phải lắm. Liên hoàn đấm. Chém. Ây da, đỡ được à? Đỡ, đỡ đi. Tôi nhân cơ hội đây là mình sẽ dùng luôn chiêu cuối. Phải lắm. Đấy, mà cơ bắp là nó chảy, nó tuôn trào này, nhìn nó mới nổ. Ui giời, quá đẳng cấp. Đỡ thế nào được em ơi. Ui chết luôn. Xong chưa? Ô, vẫn chưa xong à? Chết sai. Ô, có vẻ như là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. À, nó vẫn còn sống ạ. Úi giời, con này là phun luôn à. Mẹ, căng thẳng nhờ. Vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị được đấu thêm một lần nữa các bạn. À, lần này chắc chắn là sẽ khó hơn rồi. Ui, mẹ nó biến hóa thành con thù luôn các bạn. Ô, kinh đấy. Ui, con này đánh nào. Mày à, liền vào đấm này. Liền vào đấm này. Con này. Ui. Tôi xin thề với các bạn là tôi bấm muốn nát luôn cả cái tay cầm này rồi. Mày power này. Vật vật này lắm. Nó định dùng chiêu trưởng với mình đó. Con lợn nhựa này. What? Riêng cái chiêu này là dù có qua Ultraman gì đấy thì nó vẫn là một cái gì đấy không thể mất được. Kinh nhé. Kinh. Mày. Khó mà tích được cái nội tại. Mày định xấu ai? Nó không cho mình thời gian để mình xấu mấy con bot này chứ. Nó hơi bị nó sạch như thế. Mình tích lên được lấy chiêu 2 là mình có thể giết được con này rồi. Bố mẹ mày không dặn là người ta đang ăn cơm đi thì bố nhảy vào à? Rồi mày tiêu đời rồi con ơi, bố mình phật cả lông tóc ra vứt rồi. Ui giời ơi, thế mà nó không chết, nó còn đánh lại mình kìa. Vô lý. Cái này là không ổn rồi. Ôi, tôi nghĩ là tôi không dùng được chiêu trưởng các bạn. Tôi mất công bao nhiêu công sức mới dồn được cái chiêu trưởng đấy, cuối cùng giết nó không được, mình lại còn bị giết lại. Không được. Tao thử xem mày trâu đến thế nào, thì ra mày uống hơi nhiều sữa không?
Hay lắm. Ui, còn 58 giây. Đừng có đôi co nhiều với con này. Chơi khăm phát là tan nát cả đời đấy. À, trời xanh mây trắng. Lòng trắng hay là lòng em? Lòng em. Ôi dù mình chơi cuối rồi các bạn ơi. Mày là con lợn nhựa. Kết thúc thôi. Lần này mà con không thắng được nữa thì thôi, quyết định xóa game. À là xóa kênh. Không ăn cơm trong vòng 1 tháng. Bất kể những cái hành động gì liên quan đến con trai con vứt hết. Thế nó mới ngầu. Chết chưa? À, chết rồi, nó là phải như thế các bạn. Đẳng cấp là nó như thế. Đấy, nhạc Queen đây này. Tôi bật to lên cho các bạn nghe này. À đâu chưa phải. Đấy, cái này là bảo là à, thắng rồi, yeah, thắng rồi. Cái lều gì đấy. Ui, hại quá. Đây là không bị xóa kênh rồi. Cái clip này đến đây là thế thôi. Mọi người hãy like, subscribe và chia sẻ. Nếu mà muốn xem Ultraman trong GTA thì đừng quên để lại cho mình một bình luận. Ok, một share trên Facebook.